Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Báo điện tử VOV đưa tin, trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An thuộc đoàn Đồng Nai nêu hai vấn đề đang được cử tri quan tâm, trong đó có tình trạng biến động nhảy múa của giá vàng. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, cử tri đã nêu băn khoăn và đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị liên quan đến cải cách tiền lương và biến động của giá vàng. Trong đó, ông An cho biết đã có chủ trương và Quốc hội cũng cho ý kiến về cải cách tiền lương. Vấn đề hiện nay là thực hiện cải cách đi vào thực chất, phản ánh đúng nguyện vọng, nhu cầu của người dân, của khối công chức và khối doanh nghiệp. Khi tiếp xúc cử tri, có hai vấn đề đặt ra là cải cách phải đảm bảo thu nhập và đời sống. Đúng mục tiêu đề ra là thu nhập không thấp hơn so với hiện nay. Việc xây dựng bảng lương mới phải hướng tới phục vụ đúng nhu cầu, đúng nguyện vọng của người lao động, của nhân dân. Tôi cho rằng chính phủ cũng đã có những giải pháp, những tính toán hết sức cụ thể. Tiền lương ảnh hưởng đến đời sống, đến thị trường, đến lạm phát. Do vậy, vấn đề tiền lương phải đặt trong tổng thể này. Tiền lương phải tương xứng với công sức lao động, tương xứng với cái đầu vào, cấu thành nên tiền lương đó, ông An nói. Với biến động nhảy múa của giá vàng, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng không có một thị trường vàng đúng nghĩa và việc điều hành giá phải hết sức bình tĩnh, phải có quan điểm rõ ràng về mặt hàng vàng. Tôi không thích dùng từ thị trường vàng bởi chúng ta không có thị trường đúng nghĩa. Chúng ta không nên vì nhu cầu, vì tâm lý của một nhóm nhỏ trong xã hội khi muốn tích trữ, kinh doanh vàng, tìm lợi từ vàng miếng mà đưa ra những hành động có tính chất phi thị trường. Đặc biệt, không nên cổ suý việc biến vàng miếng trở thành một loại hàng hóa, ông An nhấn mạnh. Theo ông An, đây là một loại hình kinh doanh có điều kiện và vàng là một đối tượng đặc biệt. Do vậy, phải tính toán hết sức kỹ lưỡng và có tư duy quản lý bài bản hơn, không giật cục, không chạy theo nhu cầu, tâm lý của một nhóm nhỏ trong xã hội. Ông An cho rằng, cần nghiên cứu, tính toán lại việc độc quyền vàng miếng theo thương hiệu hiện nay, nhằm tránh tình trạng buôn lậu, tránh tình trạng phụ thuộc vào một vài nhà phân phối. Chính phủ đang chỉ đạo rất sát. Theo tôi, hướng đi đúng là phải tổng kết, đánh giá rất kỹ để sửa lại Nghị định 24. Phải xem xét việc độc quyền vàng, giao SJC bán có đúng hay không. Việc đấu giá để đưa giá vàng đi xuống cũng không phải là giải pháp tốt. Bởi thực tế, đấu giá cũng không giải quyết được chuyện về giá vàng. Đại biểu Quốc hội đoàn Đồng Nai cho rằng, nếu tính là thị trường vàng thì phải xem xét thị trường phụ thuộc vào điều gì, phải quay lại đúng quy luật của thị trường, phải có cung cầu, phải có những yếu tố cấu thành nên giá mang tính chất phổ quát của quy luật thị trường. Theo ông An, nếu đây là một mặt hàng không khuyến khích hoặc nếu quá phức tạp trong quản lý thì để cho thị trường điều tiết và không khuyến khích hình thức kinh doanh sở hữu vàng miếng. Đại biểu Trịnh Xuân An nêu quan điểm cẩn trọng, đánh giá kỹ lưỡng cách thức vận hành và phải quản lý bài bản, phù hợp với vàng miếng trong điều kiện hiện nay. Tất nhiên, chúng ta phải tính lộ trình, còn cá nhân tôi thấy rằng nếu cần thiết thì chúng ta hoàn toàn có thể cấm kinh doanh vàng miếng, không thể biến vàng miếng thành công cụ tích trữ bởi nó rất ảnh hưởng đến tỷ giá, đến ngoại hối và ảnh hưởng đến điều tiết, điều hành vĩ mô. Điều này làm cho nền kinh tế bị xáo trộn, nên để cho thị trường điều tiết và quản lý như một loại hình kinh doanh có điều kiện. Nhà nước không nên bỏ ra một khối lượng lớn ngoại tệ nhập vàng để bình ổn giá. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, thị trường vàng trong nước đang tách biệt quá xa so với thị trường thế giới. Việc nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu, kinh doanh vàng miếng dẫn đến sự tách biệt đó càng lớn hơn. Với nhãn hiệu SJC được nhà nước độc quyền, bảo hộ, người dân sẽ yên tâm hơn nên việc lựa chọn loại vàng này là điều dễ hiểu, trong khi nguồn cung hạn chế, ông Cường cho biết. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường nêu nghịch lý, khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đấu thầu vàng thì ngay sau đó giá vàng lại tăng vọt. Do đó, ông Cường cho rằng giải pháp đấu thầu đã không đạt được mục tiêu hạ nhiệt giá vàng trong nước. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường nhìn nhận ở góc độ nào đó, việc đấu thầu còn là tác nhân đẩy giá vàng lên cao hơn. Bởi theo ông Cường, việc lấy giá thị trường trong nước làm giá tham chiếu cho các phiên đấu thầu là chưa phù hợp, khó có thể kéo giá trong nước đi xuống như mục tiêu. Để việc đấu thầu đạt mục tiêu, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu để lấy giá vàng thế giới cộng với các loại thuế, chi phí cho ra giá tham chiếu, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường đề xuất. Phó Viện trưởng VEPR cho rằng có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không gì có thể ngăn được sóng vàng nếu không có cách trị hữu hiệu. Cần nhìn lại lịch sử để thấy rằng không cần nhập khẩu, không cần phá độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC. Chênh lệch giá vàng vẫn có những giai đoạn dài được kiểm soát, giá vàng trong nước và thế giới đồng pha gần như tuyệt đối. Khi nhận thấy rằng giá vàng trong nước và chênh lệch giá vàng không hoàn toàn phản ánh cân đối cung và cầu, việc trị chênh lệch giá vàng không thể chỉ dựa vào việc nhập khẩu vàng ồ ạt để bình ổn giá. Hành động này
không chỉ đi chệch mục tiêu mà còn lãng phí các nguồn lực dự trữ không cần thiết, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thẳng thắn. Đại diện của VEPR cũng cho rằng, trong tình hình hiện nay, các biện pháp hành chính trở nên đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và ngăn chặn thao túng giá. Thanh tra thị trường vàng yêu cầu sử dụng hóa đơn, điều tra hành vi thao túng sẽ không tốn dự trữ ngoại hối mà lại có thể mang tới hiệu quả cao tức thì. Ngoài việc sử dụng các biện pháp hành chính, công cụ tiền tệ như lãi suất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các loại bong bóng tài sản, bao gồm cả vàng, ông Việt nêu ý kiến. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thị trường vàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Chiều 16 tháng 5, tại họp báo định kỳ thông tin về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về các giải pháp tăng cường quản lý thị trường vàng. Theo đại diện Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 14 tháng 5, đơn vị đã kịp thời phát hiện, kiểm tra đối với 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn. Trong đó, cục đã tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm, các mặt hàng là nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu để thử nghiệm xác định trọng lượng, hàm lượng vàng với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện, các vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Kết quả đã xử phạt 21 vụ với số tiền là 1,28 tỷ đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các cửa hàng vàng theo đúng trình tự thủ tục theo quy định. Khi phát hiện các hành vi vi phạm sẽ ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sản phẩm vàng đang kinh doanh tại các cửa hàng không có hóa đơn chứng từ theo quy định, được xác định là hàng hóa nhập lậu hay hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ tịch thu theo quy định. Đại diện Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Cũng tại buổi họp báo, trước diễn biến giá vàng liên tục biến động, chênh lệch lớn với giá vàng thế giới, bà Lê Thúy Hằng, Tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cho rằng SJC cũng như Ngân hàng Nhà nước không nhận được lợi ích gì từ biến động giá vàng và chênh lệch giá vàng thế giới. Hơn 12 năm qua, kể từ năm 2012, SJC không được nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng như dập vàng miếng SJC đã dẫn đến việc cầu tăng nhiều hơn cung, dẫn đến áp lực cung cầu thị trường. Vì lượng vàng trúng thầu thành công, SJC bán ngay lập tức cho người dân. Với loại hình kinh doanh vàng, khi mua vào phải bán ngay, bởi nếu sau một đêm hoặc một ngày mới bán ra, giá sẽ chênh và doanh nghiệp sẽ bị lỗ, bà Hằng nói. Theo bà Hằng, SJC vẫn tiếp tục tham gia các phiên đấu thầu tiếp theo. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá vàng biến động trong thời gian qua có nguyên nhân khách quan từ thị trường thế giới. Theo đó, sự xung đột địa chính trị quốc tế khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới gom mua vàng, đẩy giá vàng lên cao. Điều này khiến giá vàng trong nước bị tác động từ giá vàng thế giới. Vàng cũng được coi là một kênh đầu tư tài chính được ưa chuộng hơn một số loại hình đầu tư khác trong thời gian qua. Nhà đầu tư có xu hướng mua vàng, từ đó gây áp lực lên cung cầu, làm đẩy giá vàng lên cao. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nói, trước biến động giá vàng tăng cao, ông Lệnh cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng, tác động tới nguồn cung và ổn định thị trường. Cơ quan quản lý tiền tệ tiếp tục nâng cao công tác quản lý, tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, đảm bảo các cơ sở kinh doanh vàng thực thi đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính công khai minh bạch. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh kiểm tra việc xuất hóa đơn, chứng từ kế toán đúng theo quy định của Bộ Tài chính, triển khai đồng bộ xuất hóa đơn điện tử, đảm bảo giao dịch công khai và minh bạch, ông Lệnh cho biết thêm. Xoay quanh thị trường vàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!